Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 22 tháng 8 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, hơn 1.300 con lợn giống từ Canada được nhập về sẽ góp phần làm tăng sản lượng đàn lợn của công ty Giáp Pha Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới. Và theo ghi nhận vừa qua, hơn 1.300 con lợn giống được vận chuyển và hạ cánh an toàn tại ga hàng hóa ở sân bay Nội Bài. Để phòng ngừa các loại dịch bệnh cho đàn lợn, toàn bộ ga hàng hóa đã được khoanh vùng, tiệt trùng, phun khử khuẩn liên tục trong nhiều ngày trước đó. Và ngay sau khi hạ cánh, toàn bộ đàn lợn được nhân viên công ty Giáp Pha và công ty chăm sóc đổ hàng nghìn túi đá vào khoang chở lợn, giúp cho đàn lợn bớt nóng, làm quen dần với thời tiết oi bức của Việt Nam và giải tỏa cơn khát sau một ngày bay từ Canada về Việt Nam. Ở trong nước, dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế và kiểm soát khá tốt. Giá lợn hơi đợt này đang được duy trì ở mức từ 80 cho đến 87.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương và chất lượng của lợn. Nguồn cung khan hiếm vừa là cơ hội cũng là những thách thức trong việc tái đàn và kiểm soát dịch bệnh. Việc tái đàn, tăng đàn là giải pháp tối ưu để đảm bảo cân đối nguồn cung thịt lợn và thực hiện mục tiêu lớn nhất là bình ổn giá thịt lợn ở trong nước. Và toàn bộ số đàn lợn được nhập về từ Canada sẽ được đưa lên xe container vận chuyển về trại lợn lớn ở công ty Giáp Pha tại thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái. Và dự kiến 1.300 con lợn giống này sẽ cung ứng cho thị trường hàng trăm nghìn con lợn thịt trong thời gian tới và sẽ góp phần từng bước ổn định nguồn cung thịt lợn ở trong nước. Và theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay ổn định quanh ngưỡng 85.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, các chính quyền địa phương vẫn đang thúc đẩy công tác tái đàn, tăng đàn theo hướng an toàn sinh học, giảm thiểu dịch bệnh cũng như là rủi ro trong ngành chăn nuôi. Và cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay cụ thể như sau. Một số địa phương ở thị trường miền Bắc như Ninh Bình vẫn đang ổn định mức giá 85.000 đồng trên 1 kg. Hà Nội hiện nay mức giá cao nhất 82.000 đồng trên 1 kg. Và theo ghi nhận, tỉnh Vĩnh Phúc lại có xu hướng giảm trong ngày hôm nay, dao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai, Yên Bái vẫn đang ổn định quanh ngưỡng 83 cho đến 84.000 đồng trên kg. Phú Thọ dao động 83.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Tuyên Quang dao động mức giá 83.000 đồng. Thái Nguyên dao động mức giá 85.000 đồng trên kg. Và theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, tỉnh Hưng Yên có xu hướng giảm và chỉ còn dao động mức giá 82.000 đồng trên kg. Hà Nam dao động mức giá 83.000 đồng, Thái Bình dao động mức giá 82.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương Bắc Giang, Nam Định dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên 1 kg. Và đây là một trong những địa phương có mức giá cao ở thị trường miền Bắc hiện nay. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình trong ngày hôm nay giá hơi cũng chỉ dao động mức giá 82 cho đến 85.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Trung, các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang là ba địa phương có mức giá cao, dao động 85 cho đến 87.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt là đối với tỉnh Thanh Hóa, nhiều hộ chăn nuôi đang báo giá dao động 86.000 đồng trong ngày hôm nay. Quảng Bình dao động mức giá 85.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và tương tự như vậy thì Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng không có sự thay đổi và thấp hơn so với Quảng Bình một giá, đó là 84.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam dao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng và Quảng Ngãi vẫn đang là địa phương có mức giá thấp nhất ở khu miền Trung hiện nay, chỉ dao động mức giá 79.000 đồng trên 1 kg. Và cao hơn một giá, đó là tỉnh Bình Định 80.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên dao động mức giá 81 cho đến 82.000 đồng và nhiều hộ chăn nuôi báo giá trong sáng ngày hôm nay ở tỉnh Khánh Hòa dao động mức giá 83 cho đến 85.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng và đây cũng là một trong những địa phương có mức giá cao, trong khi đó Bình Thuận lại thấp hơn rất là nhiều, chỉ dao động 80 cho đến 81.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Còn đối với thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ, các địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh vẫn đang là địa phương có mức giá cao, dao động mức giá 85 cho đến 87.000 đồng trên 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng, trong khi đó Đồng Nai lại có xuống giảm chỉ còn dao động mức giá 82.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn rất nhiều so với các địa phương khác ở thị trường miền Đông. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây hiện nay, thấp nhất là dao động 80 cho đến 81.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương có mức giá thấp như Tiền Giang dao động mức giá 80.000 đồng, Trà Vinh 81.000 đồng trên kg. Bạc Liêu trong ngày hôm nay tiếp tục có xuống giảm 2 giá và chỉ dao động 80.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long dao động mức giá 81.000 đồng, Cần Thơ dao động mức giá 82.000 đồng trên kg, hay là An Giang cũng giảm một giá còn 82.000 đồng trên kg.
cao hơn một chút như Đồng Tháp 83.000 đồng trên kg, Long An phổ biến mức giá 84.000 đồng trên kg, Hậu Giang giao lợn mức giá 85.000 đồng và hiện nay những địa phương như là Sóc Trăng giao lợn mức giá 83 cho đến 85.000 đồng trên kg, hay Cà Mau, Kiên Giang phổ biến mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên kg là một trong những địa phương có mức giá cao ở vùng này. Trong khi giá lợn hơi đang trên đà giảm, giá thịt lợn tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang duy trì mức giá cao, thậm chí có những nơi giá thịt lợn chênh lệch nhau đến 10.000 đồng trên 1kg. Và theo khảo sát tại chợ Trung Kim ở Hà Nội, thịt lợn đang được các tiểu thương bán với mức giá dao động từ 145 cho đến 180.000 đồng trên 1kg tùy loại. Khi được hỏi về việc giá thịt lợn hơi giảm, tại sao giá thịt lợn lại vẫn đang cao, nhiều tiểu thương cho biết do lợn nhập về các lò mổ giá khá cao nên khi bán ra thị trường thì giá thịt lợn vẫn đang ở mức cao. Và theo ghi nhận của chị Nguyễn Thị Hiền, một tiểu thương cho hay, giá thịt lợn từ đầu tháng 8 cho đến nay chưa có dấu hiệu suy giảm, bởi tại các lò mổ vẫn bán với mức giá rất cao nên các tiểu thương khi nhập về cũng phải bán với mức giá cao, không thì sẽ thua lỗ. Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn như là Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Trì hay là Long Biên ở thành phố Hà Nội, và theo ghi nhận giá lợn thịt tại khu vực này đang có giá dao động là 150.000 đồng trên 1kg tùy loại. Còn đối với các siêu thị thì mức giá còn cao hơn, dao động 150 cho đến 200.000 đồng trên 1kg. Và thậm chí thịt nóng còn có mức giá cao, ví dụ như là sườn non lên đến 250.000 đồng trên 1kg. Trong khi đó giá lợn nhập khẩu ở trong các siêu thị này, ví dụ như là thịt lợn nhập khẩu từ Thái Lan, Nga hay là Mỹ nhập về khá rẻ, chỉ dao động 100 cho đến 150.000 đồng trên 1kg tùy loại. Và thịt lợn trong nước vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian vừa qua. Và đó là thông tin về giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.